và bọc tách sẹo, thì tình trạng hiện giờ đó chính là da rất là đỏ và những vùng lăng kim thì nó đỏ hơn so với những vùng bọc tách. Và như các bạn thấy thì hiện tại thì xấu, rất xấu, rất rất xấu, chẳng dám ra đường, còn phải uống thêm một đống thuốc này nữa. Thì không biết kết quả sẽ như thế nào thì sẽ cập nhật cho mọi người xem những ngày tới nhé. Hello, hôm nay là ngày thứ 3 sau khi Rô thực hiện lăng kim và tắc sẹo. Thì hôm nay mặt đã gần giống con người hơn, và những cái vùng đỏ trên mặt cũng đã đỡ đi rất là nhiều rồi, trừ những cái chỗ tắc thì nó vẫn còn đỏ. Trong cái quá trình những ngày qua thì Rô đã uống thêm nho thai cù và vitamin và ăn rất nhiều trái cây, hy vọng là sẽ kịp những cái kế hoạch sắp tới. Hello mọi người, hôm nay là ngày thứ 5 sau khi thực hiện lăng kim và bọc tắc sẹo. Thì những cái phần da dường như đã bong tróc hết, chỉ còn lại những cái vùng tắc sẹo thì nó còn hơi ửng đỏ, giống như là Russian gì đấy, ửng hồng lên. Hiện tại thì Râu cả tuần nay Râu vẫn chưa cạo, vì lý do là sợ sẽ gây kích ứng nên giờ nhìn hơi già. Và các phần thuốc của bác sĩ cho cũng như là phần serum bác sĩ cho mang về thì cũng đã sử dụng hết rồi. Thì tình hình là trong khoảng đầy một tuần, hai ngày nữa thì Rô sẽ đi đến để mà tái khám, và còn vài tiếng nữa thôi là sẽ đúng một tuần sau khi Rô thực hiện liệu trình lăng kim và tắc sẹo. Thì hiện tại da dường như là đã bong tróc hết rồi, chỉ còn lại những cái vùng đỏ mờ mờ này thôi. Thì đây là cái việc hiển nhiên tại những cái vùng đó, những vùng tắc sẹo ấy, nhưng mà Rô thấy nó cũng mờ. Và cái điểm thích nhất đó chính là những cái vùng này cực kỳ smooth, siêu smooth luôn, và cảm giác rất là căng bóng, nhìn khỏe khoắn. Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với vlog đầu tiên của Rô. Và hôm nay chủ đề của mình đó chính là cái quá trình thực hiện liệu trình lăng kim và tách sẹo. Thật ra lúc mà Rô làm cái liệu trình này á, là thật sự là không có ý định đâu. Trong lúc chờ bạn để đi cà phê thì Rô có đi vào spa để chăm sóc da cơ bản thôi. Nhưng trong lúc đó thì mọi người ở spa tư vấn là da thế này thế này thế này, thì cũng là lên rồi lâm sàng luôn. Thì trong lúc đó sau khi làm xong ấy thì nhìn vào gương thì what? Rất hơi bị stress, tại vì Rô còn phải đi làm mà không biết là nó sẽ lành bao lâu. Thì lúc đó mặt rất là kinh khủng, siêu kinh khủng luôn. Và cái gì nó cũng có cái giá của nó. Thì như tất cả các bạn thấy đây, đây là da của Rô sau 7 ngày. Hôm nay là ngày thứ 8 rồi, thì nó có một vài chỗ này nó vẫn còn bị đỏ, là những cái vùng mà tắc sẹo. Còn lại thì nhìn mọi thứ rất là ok hơn, lỗ chân lông xe kích rất là nhiều, nhưng đặc biệt là cái vùng này bây giờ nhìn rất là smooth, lúc trước không hề như vậy đâu. Và ai có thể thực hiện được cái liệu trình này thì Rô đã có từng nói, khi các bạn lỗ chân lông to thì các bạn phải xe khít lỗ. Đó là một trong những cái tip cơ bản, tại vì khi mà lỗ chân lông các bạn to thì rất dễ bị dầu. Rất dễ bị dầu thì nó sẽ bị mụn, mà mụn là sẽ để lại sẹo. Mà khi sẹo thì các bạn thực hiện cái liệu trình này nó có một cái phần là bóc tách sẹo, mà bóc tách sẹo thì rất là đau, rất là đau luôn. Và như tất cả các bạn biết, sẹo thì rất dễ bị thâm, và khi đi ra nắng ấy là sẽ làm cho da mình bị tối màu đi, nhìn cái mặt nó không có được sáng. Đó là những cái dấu hiệu mà Rô nghĩ là các bạn nên, nếu các bạn có những cái vấn đề trên ấy thì các bạn nên thực hiện cái liệu trình lăng kim và tách sẹo này. Thì như Rô đây thì Rô nghĩ là nó cải thiện được rất là nhiều khoảng. Và khi thực hiện cái liệu trình này, việc đầu tiên là các bạn sẽ được ủ tê trong vòng 45 phút. Sau khi ủ tê thì bác sĩ cho uống một cái viên thuốc giảm đau, tại vì cái bác sĩ bảo là cái phần bóc tách rất là đau. Một viên thuốc giảm đau, sau đó sẽ được khử trùng các kiểu, rồi dùng tiêm chích cái gì vào đấy, cũng là chích kê tê hay cái gì đấy. Sau khi chích kê tê xong thì bác sĩ bắt đầu dùng cái dụng cụ y khoa mà những cái vùng sẹo của các bạn, thì bác sĩ sẽ cắt chọn cái kiểu gì đấy để cho nó bung cái lớp sơ đi. Nó sẽ như là các bạn biết là khi sẹo của mình như thế này thì nó sẽ có cái chân sẹo, nó sẽ giật cái sẹo xuống bị lõm như thế này. Thì khi mà bác sĩ cắt cái chân sẹo đi thì cái sẹo nó sẽ được lồi lên. Đấy, đó là lý do mà khi các bạn nên tách sẹo trong cái việc điều trị sẹo. Sau đó thì bác sĩ sẽ
làm ở bên đây, xong rồi làm bên đây, sau đó bác sĩ sẽ lăn kim. Lăn kim thì đối với Rô thì rất là nhẹ nhàng. Nhiều bạn bảo là lăn kim rất là đau, nhưng mà Rô thấy lăn kim với Rô thì nhẹ nhàng. Rô nghĩ là do là da Rô dày. Và sau khi bác sĩ lăn kim xong thì bác sĩ sẽ đắp cho bạn một cái lớp mặt nạ. Và sau khi tháo bỏ cái lớp mặt nạ đó ra, bạn nhìn vào gương, bạn sẽ cái kiểu như là what the f-? Các bạn sẽ cảm thấy hãi hùng, tại vì lúc đó mặt rất là ghê, kiểu như là bánh chành luôn ấy. Và lúc đó ấy, thì cảm thấy rất là sụp đổ, tại vì da của mình cũng không đến nỗi gì, mà mình làm như vậy là mình không đi làm được. Và lúc đó là cảm giác bị stress luôn. Mình ra mình còn nghĩ là nó không đến nỗi như thế đâu. Thế nên khi tất cả các bạn thực hiện cái liệu trình này á, thì các bạn phải chuẩn bị tinh thần trước, cũng như là sắp xếp thời gian nghỉ dưỡng cho mình. Sau khi thực hiện xong thì bác sĩ sẽ kê cho các bạn một cái toa thuốc để mà uống. Thì đó là những cái thuốc chống sưng, chống viêm và nhiễm khuẩn các kiểu. Và sẽ cho các bạn một cái một phần tế bào gốc để mang về thoa. Thì bác sĩ dặn là mình sẽ bôi trong buổi tối một lần, nhưng mà Rô bôi một ngày hai lần lần, thì vì Rô mong kết quả nó sẽ nhanh. Thực sự là nhanh thật. Vì trong 3 ngày đầu ấy, thì dù như những cái vùng lăn kim, trừ những cái vùng tách sẹo ra nhé, thì vì những cái vùng tách sẹo là nó nặng rồi, thì vùng lăn kim dường như là bong ra hết, và chỉ còn lại một vài đốm của cái vùng tách sẹo thôi. Về phần dinh dưỡng thì Rô rất là kiêng, đặc biệt là bò nè, hải sản nè, rau muống nè, những cái thực phẩm mà làm thịt mình bị trồi lên ấy, thì các bạn nên kiêng. Thật sự là nên kiêng, tại vì nó sẽ làm cho cái phần sẹo của bạn nó không phải đầy mà nó bị lố. Nó bị đầy quá lố, mà cái gì lố quá thì nó sẽ không tốt. Thay vào đó thì Rô ăn rất là nhiều trái cây, chuối này, cam này, cà rốt này, dưa leo, dưa chuột, cà tím, bla bla bla, rất là nhiều. Và uống rất là nhiều nước cam để bổ sung những khoáng chất và dưỡng. Và bên cạnh đó, Rô cũng có uống thêm thực phẩm chức năng, đó chính là nhau thai cù, để bổ sung thêm dưỡng chất cho mình. Thường thì mọi người xuống một ngày một viên, Rô thì một ngày hai viên. Vào thời điểm này thì da của các bạn rất là mỏng, và khi mà da mỏng như thế thì các bạn hạn chế, không phải tuyệt đối không ra nắng, và hạn chế đừng cho ánh sáng mặt trời tiếp xúc vào da của mình. Tốt nhất là một tuần nay ở nhà như Rô. Và vì da mỏng nên cái lượng hấp thụ dưỡng chất khi các bạn xài mỹ phẩm rất là cao. Nên khi mà các bạn xài những cái loại mỹ phẩm tốt ấy, mang nhiều cái dưỡng chất cho da, thì lúc này là cái thời điểm tốt nhất để mà cho nó hấp thụ, cũng không make up nhé, nó sẽ làm cho da các bạn bị thâm đi. Cái chu trình tái tạo da của mình thì nó nằm trong độ khoảng 20 đến 30 ngày. Thì Rô chỉ mới có 7 ngày thôi, hôm nay là 8 ngày. Thì hôm qua đi khám, bác sĩ bảo là da Rô hồi phục nhanh. Thì Rô nghĩ là do cái chế độ hồi nãy Rô đã chia sẻ với tất cả các bạn. Thì sau khoảng 1 tháng sau, Rô sẽ thực hiện một cái video mới để mà review lại cái quá trình da của mình sau 1 tháng nó sẽ như thế nào. Đó là tất cả những gì Rô muốn chia sẻ với tất cả các bạn. Nếu các bạn có những thắc mắc hay là những cái tên mỹ phẩm hay là chỗ Rô làm như thế nào ấy, thì các bạn có thể comment hoặc inbox cho Rô để Rô trả lời cho các bạn nhé. Và hy vọng tất cả các bạn sẽ subscribe hoặc like page của Rô. Thì lần đầu tiên làm vlog thôi nên còn vụng về lắm. Mới mua cái tripod để mà để cái máy quay này, chứ lúc trước còn cầm như thế này quay cái mặt to đùng. Và hy vọng tất cả các bạn sẽ thích video của Rô, và sẽ chờ đợi những video mới của Rô nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.